Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Gốm Nhật Sài Gòn. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục lên cho mọi người những sản phẩm sưu tầm cũng như là hàng xưa và để cho mọi người dễ dàng sở hữu luôn. Thì số điện thoại của em sẽ note ở trên màn hình, đó chính là 0941028827. Mọi người có thể kết bạn Zalo và có thể gọi điện trực tiếp để kết chốt hàng cách nhanh nhất nha, cũng như là qua trao đổi qua bên Zalo cho nó tiện hơn thôi. Các bạn Zalo thì vui lòng chủ động giùm em nha. Tại đa phần có nhiều khách thì người ta sẽ không có để tìm kiếm trên số điện thoại á. Rồi, hôm nay em lên cho mọi người đó chính là mã VN1. Thì mã đầu tiên, mã VN1. Đây chính là một chiếc ấm Tokonem xanh, làm cực kỳ đẹp luôn. Và hàng này là hàng nghệ nhân nha mọi người. Em cho mọi người coi trước về xung quanh đi, tổng thể của sản phẩm này. Đó, khắc hoa anh đào nè, thư pháp nè, 2 triệu nha mọi người. Đây, thì đầu tiên em xin nói trước về cái phần bên ngoài nha. Bên ngoài thì nghệ nhân người ta làm thủ công nè, khắc cành hoa anh đào rất là đẹp luôn, tỉ mỉ nha mọi người. Đó, ở đây còn có thư pháp. Đây là thêm một chuyện của nghệ nhân nữa. Đây, còn đây là chuyện của nghệ nhân làm ấm. Thường trong những cái hàng cao cấp sẽ có ấm thể có từ 1 tới 2 hoặc là 3 chuyện nha mọi người. Ví dụ như chuyện của người làm ấm nè, chuyện lò nè, và chuyện của người khắc nữa. Đây là chuyện của người khắc đẹp, còn đây là chuyện của nghệ nhân làm ấm. Thì nghệ nhân làm ấm thì nó chuyên sâu về ấm trà hơn. Như đây là cái ấm này, nếu mọi người nhìn bên ngoài đó, nó làm rất là mỏng luôn nha mọi người, làm rất là mỏng. Thứ hai là cái phần lọc tổ ong, đó rất là chi chít luôn, rất là đẹp. Đấy, còn thứ ba là cái quai này, phần quai nhỏ dễ cầm. Thì xét về mặt tổng thể thì cái ấm này rất là đẹp luôn, nhưng mà ở đây nó có bị một chấm nhỏ. Cái này là dạng như lõi lò nha mọi người, sờ qua đây là vẫn là lớp men nha, chứ không phải là điểm mẻ hay gì đâu. Cũng có thể là người ta làm vậy để có một cái điểm nhấn cho sản phẩm đó mọi người. Đây, về phần nắp, nắp cực kỳ khít luôn nha. Đó, tại em chưa có đổ nước vô thôi, nếu mà em test nước qua nữa thì có thể em dốc cái nắp xuống nó cũng không rớt ra nữa. Nắp rất là khít luôn, cầm rất là đã tay. Thứ hai là đây, mọi người xem thì cái phần mà ta làm cái phần cầm cái núm của phần nắp nè, rất là đẹp. Đó, em đảm bảo cho mọi người luôn nha. Dòng này thì nó có bám mấy cái cao trà, thì ấm này được sử dụng qua rồi nên em cũng yên tâm lắm. Trừ khi mua những cái ấm mới thì bây giờ trên thị trường nó làm giả rất là nhiều. Rồi, mã này mã VN1, dung tích ấm rơi tầm từ 150 cho tới 180ml. Và em xin giao lưu cho mọi người với giá là 1,2 triệu cho một cái dòng ấm cao cấp, đáng để sưu tầm sở hữu nha mọi người. Một cái dòng ấm Tokone mã VN1 1,2 triệu. Đó, VTM màu xanh lá nè, xanh lục. Dòng Tokone này thì nó chia rất là nhiều màu, như điển hình như có đất trộn nè, màu vàng, cũng như là rất là nhiều màu, nó màu nâu nữa. Rồi, đầu tiên mà tiếp theo là mã VN2, em xin phép lên trong người đó chính là một chiếc hộp đựng trầm hương, trầm nụ nha. Thắc mắc luôn thì đây em đang đốt một cái gọi là trầm nhang của Nhật nha mọi người. Xíu nữa em sẽ giới thiệu qua sản phẩm này cho mọi người luôn. Rồi, thì mã VN2 này em lên trong người một cái hộp đựng trầm nè, hoặc là mọi người đựng trang sức, tùy theo công năng mọi người muốn sử dụng thôi. Thì trước mắt em cho mọi người xem trước về cái phần bên ngoài của cái nắp nha. Thì cái này đang dòng này là dòng của Arita, chuẩn ở đây, dòng Arita nha mọi người. Và cái này nó phỏng theo cái phong cách là Kikamon. Đó, hàng trên đây là vẽ tay hết 100% nha. Lúc mọi người sờ lên á, nó còn rất cái gọi là cọ một cái phần màu á mọi người. Đó, chỉ có men lam là nó chìm thôi. Còn những cái màu men ở đây là sờ rất là cộm tay nha. Trên đây có họa tiết là một chú vịt nè. Đó, vịt trời. Đó, đang bơi các thứ đây. Đó, và đặc biệt và bên trong lòng này lại có thêm một chú vịt nữa nha mọi người. Đó, nổi khối luôn, dạng 3D luôn nha, rất là đẹp. Nắp và cái thơm. Đó, em cho mọi xem sơ qua. Và em xin phép đo kích thước nha. Kích thước trong đường kính là 11 cm và chiều cao là 4 cm chưa tính nắp nha mọi người. Đấy, em đo cả nắp thì sẽ rơi vào tầm đâu đó cỡ 8 cm nha. Là em tính luôn phần nấm nắp á. Mã VN2 và cái này em hũ này em xin giao lưu mọi người với giá là 400.000. Mã VN2 nha. VN2 400.000. Mọi người ai không có tiện gọi điện thì có thể chụp hình lại và gửi qua Zalo giúp em nha mọi người. Đó, số điện thoại em sẽ nói trên màn hình 0941028827. Và mọi đơn hàng em đều bao ship qua bể vỡ luôn. Nhận hàng, kiểm tra và gửi tiền thôi. Rồi, tiếp theo em đưa mọi người là mã VN3.
em lên cho người đó chính là một chiếc tô họa tiết là xưa, và trên đây là vẽ từ trong lẫn ngoài luôn, men lam với họa tiết là bạch râu bạch tuộc nha mọi người. Đó, sáng xoắn đây nè. Từ những họa tiết này thường rất là hay thấy ở trên những cái hàng xưa men lam của Nhật Bản nha, kể cả hàng Arita, Imari xưa cũng hay có luôn. Đó, dạng xúc tua nè mọi người, rất là đẹp. Phần đáy chuyện đó, đây là viền nâu. Đây là mọi người thấy ẩn bên trong nó có thêm cái mộc vuông ở đây nữa, là một chuyện. Đấy, hàng rất là đẹp từ trong lẫn ngoài luôn nha. Em xin đo kích thước cho mọi người luôn. Kích thước tô là 22 cm là đường kính nè, chiều cao của tô là 9 cm, miệng 22, chiều cao là 9. Một chiếc tô hai da men lam họa tiết xúc tô xưa rất là đẹp. Chiếc tô này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 450.000. Đấy, một chiếc tô size lớn luôn nha mọi người. Cho mọi người xem nè. Phần vẽ mực lam một cái bên đậm nè, bên nhạt, vẽ rất là đẹp luôn. Đó, kể cả cái phần thành luôn nha. Thường ít khi mọi người thấy cái phần thành nó làm lắm. Cái này là thành là nó vẽ lên bo hết đây luôn. Đa phần sẽ thấy gọi là một á, là phần thành nó sẽ vẽ màu nâu sô-cô-la hoặc là màu nhũ vàng. Còn đây là từ xúc tua từ đây đó, vô trong, từ trong ra tới ngoài luôn nha, kể cả thành luôn nha. Mã VN3 450.000, bao ship bao gói cho mọi người luôn. Rồi, tiếp tục bắt đầu từ mã VN4, em xin phép lên cho mọi người những dòng sản phẩm cực kỳ đặc biệt cũng như là hiếm khi thấy trên bên ngoài thị trường nha. Rồi, dòng mã VN4 này em lên cho mọi người một cặp ly Banco, và vòng này là dòng ly mộc Banco đen nha mọi người, thủ công luôn. Dòng này thường sẽ đi một cặp với nhau. Đó, đây là một chiếc ly Banco ly mộc, chị mộc đầy đủ luôn nha. Và ở đây nó đặc biệt một cái là đây là ly tráng bạc nha mọi người, bên đây là tráng bạc nha, rất là đẹp. Cái này do em có để có cái hộp kính á, em đậy lại, chứ hàng mà bạc đó mọi người để bên ngoài lâu nó sẽ bị oxy hóa, nó lên cái màu dạng màu ánh tím đấy. Còn đây nó hơi hơi rồi, mà cái máy thường những dòng mà tráng bạc mà bạc á, chỉ cần lâu sơ thôi là nó bóng lại nha mọi người. Còn đây là ly Banco đen, cái này là tráng vàng nha, đó, nhũ vàng đây nha mọi người, làm thủ công luôn, rất là đẹp, chuyện mộc luôn nha mọi người. Và đặc biệt cái dòng này nó rất là mỏng nha, chứ nó không có dày như mấy cái ly mộc bình thường đâu. Đấy, ly này uống cà phê, uống bia tùy theo công năng mọi người thôi, nhưng đa phần em kiếm cái này em sẽ sưu tầm là chính thôi. Nó ở thị trường Nhật Bản những cái ly mà trắng bạc thôi, rồi lên tới là từ 800 cho tới hơn 1 triệu một ly rồi đó. Còn đây là em may mắn mà em đấu về là không những là một ly bạc không, mà em còn một cặp luôn, một cái mạ vàng một cái mạ bạc theo tích xô luôn nha. Mã VN4, kích thước đường kính là miệng là 8.5 cm, chiều cao của ly là 14 cm, miệng 8.5, chiều cao là 14 cm. Cặp này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 650.000. Mã VN4 nha, 650.000 cho một cặp ly mạ vàng mạ bạc ở đây, hàng Banco rất là đẹp. Đấy, đấu rẻ thì bán rẻ cho mọi người luôn nha. Mã VN4 em sẽ xuống và tiếp tục em lên cho mọi người làm mã VN5. Thì mã VN5 này trước mắt thì em lên trước hai cái chóe ở trên bàn. Đây, dòng này tuy nó nhỏ nhưng mà cái tuổi đời nó rất là lớn nha mọi người. Đây, em năm nay mới hai mấy thôi, nhưng mà chiếc chóe này nó cũng phải thuộc cái hàng gọi là hàng ông rồi. Đó, niên đại của cái cặp này, niên đại lên cái cặp này là ít nhất phải trên 70 năm nha, tính tới thời điểm bây giờ có khi hơn luôn á. Đây, trước mắt anh sẽ cho đo kích thước trước cho mọi người xem. Rồi, chiều cao tổng thể tính luôn cả nắp là 16 cm nha mọi người. Kích thước miệng là 4 cm, thì cái này nó không có đôm, nếu mọi người cần em sẽ đặt riêng cho mọi người cái đôm của cái sản phẩm này, đôm gỗ luôn nha. Đấy, đây là một cặp chóe Imari xưa vẽ tay 100%, cho mọi người xem trước đi. Đây, một dòng mà Imari vẽ màu chủ đạo đây ạ. Đó, thường những hàng Imari xưa ít khi có chuyện lắm nha mọi người. Đây, hàng vẽ màu nè, rất là đẹp luôn. Dòng dạng vì là viền xanh Coban nè, thường gọi là dạng màu Coban đi rác mọi người. Và đặc biệt những cái dòng xưa này nha, đa phần mọi người thấy bên ngoài là cốt sứ, nhưng mà bên trong của nó là mộc nha mọi người. Bên trong là mộc nha, chưa có trắng men nha. Đó, bên ngoài thì mọi người thấy phủ men nè. Đó, nhưng bên trong nó là mộc hết luôn nha. Hàng xưa, đây em cho mọi người coi cái bên trong này nè. Đó, đó là mộc hết nha mọi người. Sờ vô là nhám tay luôn. Đó, đây. Cái phần nắp này do cái này nó xưa nên là nó bị phai mất rồi.
còn cái này thì vẫn còn. Đó, vết tích thời gian. Đấy, bên trong nè, là bằng màu phách nha mọi người. Đó, thì cái này một có một cái á, là nó hơi bị đây, cái phần bên này là nó do bị nứt, do cái phần mộc, nứt cái mộc thôi nha, chứ không có liên quan gì tới cái phần men bên ngoài nha mọi người. Kiểu dạng nứt nung á, nó không có đều quá nên nó sẽ có vấn đề xíu. Thì ở đây nó không có nhiều. Đó, tình trạng còn lại là còn rất là hoàn hảo luôn nha mọi người. Dòng xưa làm tay, nên mọi người thấy hai khi nấm á, có cái thẳng có cái nghiêng. Đấy, hàng xưa thủ công của nghệ nhân luôn, rất là đẹp. Về cái phần này em cho mọi người coi lại. Đó, vẽ tứ diện luôn nha. Rồi, chiều cao tổng thể là 16 cm cho cặp này. Nếu mà có hình đôn thì em sẽ nghĩ là nó rơi đâu đó tầm cỡ 18 cho tới gần 20 cm nha. Thì cặp này mã VN5 em xin giao lưu mọi người với giá là 1.8 triệu cho một cặp trẻ Imari xưa này. Có như là có khi là cổ luôn nha mọi người. Dòng này nếu mà mọi người mua lẻ một cái bên ngoài em nghĩ phải rơi nhất cũng phải chơi 1 triệu cho một cái. Nhưng mà đợt này em đấu về được là một cặp luôn nha. Mã VN5 1.8 triệu nha mọi người. Nếu mọi người cần á, em sẽ kiếm ra cái đôn nhỏ để em gửi kèm theo cho mọi người luôn. Mã VN5 1.8 triệu và ship vào bao bãi bỏ luôn cho mọi người luôn nha. Cứ yên tâm mà cứ lấy về thôi. Rồi, tiếp theo lên cho mọi người là mã VN6. Mã VN6 này thì em hôm nay thì nó hơi ngoài lệ một xíu nữa. Nó không có liên quan tới gớm, nhưng mà nó liên quan tới dạng tinh thần là nhiều. Thì sản phẩm này thì em lấy về cũng như trà đạo như thiền, xả stress cho mọi người luôn. Cái này mọi người cần thì em mua về để em tặng, biếu tặng là, hoặc là dùng cho dịp Tết, dịp lễ gì cũng được. Đây là một hộp nhang trầm, trầm cây của Nhật nha mọi người. Là giống như cái mà em đang đốt ở đây, mùi rất là thơm luôn. Hiện giờ em cũng hạn chế dùng trầm nụ đó. Đây là còn tem mát của hãng nha mọi người. Thì một hộp như vậy là gồm có 3 ống. Một ống này thì một bắp của nó thì sẽ rơi đâu đó tầm hơn 100 cây. Đây, nó còn có giấy đó nè mọi người. Thì cái này em lấy sơ cho mọi người coi trước một cây đi. Mùi rất là thơm. Đó, em mở ra thôi nó là rất là thơm. Đây là cái dạng cái trầm cây của nó. Rất là nhiều nha mọi người. Mọi người mua cái này sẽ dùng đâu đó cũng phải nửa năm hơn á. Nếu mà dùng ít cũng có khi cả năm nha mọi người. Thì cái này em lấy về để thử cho mọi người coi xem sao. Tại vì em lấy về rất là nhiều mùi luôn. Cái mùi này là dạng cái mùi nó na ná giống trầm của Việt Nam nhất, nhưng mà nó dịu hơn rất là nhiều. Đấy, không màu hóa chất luôn. Còn cái này mọi người dùng á thì nó sẽ đỡ hơn, gọi là hay ở mấy cái trầm nhang hay là trầm cây ở Việt Nam thì vẫn có, nhưng mà nếu mà không biết mua nhiều khi người ta pha bồ với chổng mọi người, nhiều khi hít phải nó cũng độc lắm. Thì em đang có một hộp này là gồm 3 bó, mỗi bó ít nhất phải từ 100 cây, 100 cho tới hơn 100 cây nha mọi người. Nó tổng cộng là 300 cây. Thì một hộp này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 800 ngàn. Mã VN6 là gồm 3 cây nha, nhưng mà em vẫn có bán những cái loại nhỏ hơn như vậy. Đây, những cái loại nhỏ hơn như này là 250, cái này là em đang xài nè. Cái mùi của nó sẽ là mùi khác luôn, nãy mọi người thấy cây nó màu tím đúng không? Còn cây này của em là nó màu đen. Đó, tùy theo mọi người thôi. Cái này cháy rất là lâu. Rồi, mã này là mã VN6 nha, mọi người hãy chụp lại màn hình và gửi qua cho em. Em có rất là nhiều mùi. Đó, em lấy về được có tầm mấy hộp à. Đó, cái này làm hộp này là để cho biếu tặng cũng như là sử dụng đều rất là ok nè. Đấy, mã này mã VN6 em xin giao luôn mọi người với giá là 800 ngàn, mã VN6 nha. Còn cái bắt nhỏ hơn thì sẽ là 250 một bó, gần 100 cây nha mọi người. Rồi, tiếp theo đây mọi người là mã VN7. Thì đây em đang có về một hộp trà này hộp trà gì em sẽ cho mọi người xem sau. Em coi giúp mắt cho mọi người coi cái hộp tiếp đi. Hộp trà này là bằng gỗ nè, chuyện mộc khắc rất là đẹp luôn, có mộc đỏ. Này là hàng kỷ niệm và đặc biệt cái hàng này là hàng đặc tặng nha. Nó y chang cái bộ tô mà xanh của Ban đi rất là xưa em đấu về vậy đó. Phía sau đây luôn cũng có luôn dạng bản đặt tặng riêng cho kỷ niệm tượng đài này nè. Ở đây là hộp, đó là một bộ trà Somayaki, dòng này là Somaso luôn, hiện tại trên thị trường bây giờ rất là hiếm đó. Những Soma mà bắt đầu từ cái thời đầu tiên của nó là dạng một lớp thôi. Đây, cái này dạng xưa. Ngựa này là ngựa đen vẽ tay hết luôn. Đa phần ngựa đen bây giờ thì nó hơi công nghiệp hóa một xíu. Cái dòng này là hàng xưa.
Và đặc biệt cái này là gồm có 5 món, đấy, 7 món nha mọi người. Là gồm 5 ly, 1 ấm và 1 chiếc ống trà nha. Thì trước mắt em cho mọi người coi về cái phần ly nè. Bên ngoài là dạng mộc, vẽ ngựa rất là đẹp. Xoáy ở phần đáy ly nè. Những cái dòng mà có phần xoáy ở phần đáy á, đa phần là hàng làm thủ công hết. Và đặc biệt là hàng cao cấp luôn, hàng xưa. Đây bên trong là men rạng nha mọi người. Và cái này được em thấy luôn nha, là bộ này là lúc mà em đấu về á, là coi như là người ta đấu là chưa có sử dụng luôn. Thì đây nó có hai chuyện nè, hai chuyện một đó mọi người, hai chuyện một vuông nha. Em nghĩ là một cái là chuyện nghệ nhân và một cái là chuyện của lò. Đấy, rất là đẹp nha. Giờ đây là phần tống, dạng lụa đen. Cái này em sẽ review sát luôn cho mọi người coi cho nó dễ. Thì nó hơi long xíu, nhưng mọi người nắm được cái quát là cái tình hình sản phẩm nó hiện ra sao thôi nha. Đó, rất là đẹp. Và đây là phần ấm. Đây, ấm là vẽ một cặp ngựa luôn nha mọi người, hàng xưa luôn. Núp nắm cái núm của cái nắp này rất là lạ luôn nha. Đó, dung tích ấm này sẽ rơi vào tầm cỡ 200 hơn. Đấy, tầm 220 nha. Lọc là lọc tổ ong nè mọi người. Đó, rất là đẹp. Cái này là giấy nha. Cái phần giấy mà nó em gỡ giấy báo ra nó còn dính nên em chưa có vệ sinh qua. Đấy, cốt là cốt mộc nè. Cái này cũng là hai chuyện luôn nha mọi người. Riêng cái ốc thôi, nếu mà người mua ở ngoài thị trường em nghĩ cũng phải tầm 2 triệu á, 1,8 đến 2 triệu hơn một cái ấm lẻ này. Và đặc biệt dòng này Somasur nữa. Hiện tại ở Việt Nam đa phần em thấy là một lớp mà chỉ có dạng một lớp men rạng thôi, còn một lớp mà dạng vừa mộc mà vừa men rạng rất là hiếm luôn. Và đàn hàng hàng rất là xưa. Thì cái này lúc mà em đấu về á, thì người ta trên cái bài đấu nó không có để thì nó bị lỗi. Mọi người nhìn đây sẽ không có thấy đâu, nhưng mà thật ra là nó bị chấm ở đây nè. Đó là hàng mộc. Đó, nhưng mà không ảnh hưởng gì tới công năng thôi, cũng như là trang trí nha mọi người. Trưng bày gì hết không có ảnh hưởng nha. Nó chỉ có một chấm nhỏ ở đây thôi, nhưng mà nó nằm bên trong. Đó, hàng mộc thì nó hay bị ảnh hưởng vào cái phần đó, đối với những cái hàng mộc mà dạng mỏng á. Rất là đẹp. Rồi, đây là phần nắp rồi, em giới thiệu sơ qua cái ấm. Tiếp theo là em sẽ đo kích thước cái ly. Ly này có kích thước miệng á. Kích thước miệng của ly là 9 cm và chiều cao là 5 cm. Đó, miệng là 9, chiều cao 5. Dáng rất là đẹp nha mọi người. Đó, ly này là mới luôn nè, chưa qua sử dụng nè, cực kỳ đẹp. Hàng hiếm, bây giờ đấu cũng không có nữa. Rồi, mã này mã VN7 em xin giao luôn mọi người. Một bộ này gồm full hộp gỗ luôn nha. Cái này em sẽ tặng theo cái hộp gỗ, cái giấy chứng nhận của nó luôn. Thì bộ này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 4,2 triệu. 4,2 triệu cho một bộ này nha. Bây giờ nếu mà mọi người mua một cái bộ Soma không, mà hàng thị trường, mà hàng mới bây giờ á, thì nó cũng phải rơi tầm 4,5 triệu rồi, là hàng một lớp thôi. Đó, còn hàng hai lớp sẽ rơi vào tầm từ đâu đó cỡ 6,5 đến 6,5 triệu. Rồi, mã này mã VN7 nha. Em xin cho luôn mọi người với giá là 4,2 triệu cho bộ này full hợp luôn. Hàng niên. Đấy. Tiếp theo em sẽ lên cho mọi người là mã VN8. Mã VN8 này em xin phép lên đó chính là một chiếc song trầm Satsuma xưa. Đấy, hàng sưu tầm, cũng có thể gọi là cổ luôn cũng được. Rồi, dòng này trước mắt em sẽ cho mọi người coi vào cái phần thân trước nha. À, tiếng này người ta vẽ gọi là full luôn, full của cái song trầm hoặc gọi là cái chẻ ba chân cũng được. Ở đây là mỗi cái phần chân là đều có mặt của con lân nha mọi người, hàng xưa. Đó, nhũ vàng nè, nó hơi phai xíu. Này, hàng xưa hàng cổ thì cũng không có tránh gọi tình trạng đó rồi. Thì cái này nó có cái vết ở đây. Cái này không phải là do em làm cái gì hết, hay là do người ta dùng cái gì hết. Cái này là vết lõi lò nha mọi người. Lúc người ta nung á thì nó hơi rạn một xíu, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng tới chất liệu nha. Vẫn còn ok luôn. Đấy, hàng này hàng dạng chân bị lõi lò thôi. Bên trong nè mọi người, rất là đẹp luôn nha. Nhũ vàng ở đây là đang vẽ hai người, hoặc là hai vị tướng, hai vị tướng quân. Đó, bên đây là dạng có hai chú tiểu nè. Đấy, đặc biệt hai bên quai là hai chú lân luôn nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Mà cái phần miệng này nó không có cạp như cái phần thành nha. Đó, nó vẫn còn dư một khúc nè. Đấy, nghe đây. Coi như là phần, nó chỉ bám lên cái thành thôi, bốn chân luôn nha. Đấy, cặp lân. Rất là đẹp luôn. Về phần đây, thường những dòng này nha, riêng cái phòng Soma trắng này
Đấy, Satsuma trắng này thì nó ít khi nó có chuyện lắm. Mà đây này, nắp nắp của nó sẽ có con lươn nhũ vàng nè, đang cầm một cái quả trâu màu đỏ nha mọi người. Đó, phần răng nè rất là đẹp luôn, chi tiết. Thì cái này ở trên phần nắp lúc mà em đấu về em thấy nó có một cái vết rạn, gọi là vết rạn sâu tuổi á, ở đây bên ngoài men thôi nên mọi người thấy rõ. Thì ở đây nè, em có thấy cái vết đen đen ở đây nè xuống, nhưng mà bên trong thì lại không có. Bên trong thì nó là nó ok luôn. Cái này nó chỉ có bị ngoài men thôi nha mọi người, dạng như hàng xưa hàng sau tuổi nó hay có trường hợp đó đó. Còn đây là phần chuyện nha. Chuyện này lúc đầu em không biết là phải số 33 không, nhưng mà nó cái dạng giống ký hiệu á mọi người. Đấy, sách hàng xưa cổ đây, dạng sách chuyện. Cái này chắc nó còn hơn tuổi của cái chóe cặp chóe này nữa. Rồi thì em xin phép đo chiều cao tổng thể. Chiều cao tổng thể của cái chóe cái sông này tính luôn cả nắp nha mọi người là 25 cm, có thể là 25.5 á, nhưng mà thôi em để là 25 đi cho tròn. Mã VN8 chiếc sông này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 4 triệu. Mã VN8 nha, đây cực kỳ đẹp luôn, chiều cao là 25 cm nha mọi người. Đa phần á, ở mấy cái sách mà dạng nhỏ nhỏ bây giờ nhiều người khi mua chỉ có cao bằng một cái thân này thôi. Đấy, hai mặt luôn. Hàng sát xưa bây giờ bắt đầu cũng khan hàng, bắt đầu hiếm rồi. Thị trường châu Âu người ta săn cũng rất là nhiều. Đấy, em nghĩ chỉ còn 5-10 năm nữa thôi thì có thể hàng xưa hàng cổ của Nhật có thể ngang đâu đó hàng Trung Quốc bây giờ nha. Em nói hiện tại hàng bây giờ chứ không phải là em nhắm tới hàng Quốc bây giờ sau nha. Rồi, chiều cao là 25 cm, mã VN8. Và cái này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 4 triệu nha mọi người. Mọi người cần thì cứ liên hệ qua Zalo với em hoặc gọi điện trực tiếp 0941028827, bao ship bao bể vỡ cho mọi người luôn, bao cho mọi người chơi luôn nha. Đấy, rồi tiếp theo là mã VN9, cũng là sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay luôn. Thì như mọi người đã thấy, đây là một chiếc bình Siga, dòng bình này dòng bình đắp nổi cực kỳ đẹp nha mọi người. Đây em cho mọi người coi chi tiết nè. Đó, ở đây là vẽ người đang thuyền bồm nè, của bình mộc. Đó, đang lấy thuyền nè. Ở đây là núi nè. Rồi chùa chiền, tháp chùa nè, cái cũng đắp nổ luôn nha mọi người. Đó, họa tiết cây tùng làm 3D luôn nha, rất là đẹp. Đó. Đấy. Rồi nhà cửa nè, cố xây gió nè. Xa này rất là to luôn, ở trên đây còn có thêm mấy ngọn núi nữa, dạng như tả cảnh 3D vậy đó. Đó, cho mọi người coi từ xa. Để giờ sau em đầu tư em cái đồ xoay, em xoay cho mọi người coi cho nó dễ. Kích thước đường kính miệng là 12 cm, và chiều cao tổng thể là 30, chiều cao tổng thể là 32 cm nha mọi người. Cao 32 và miệng là 12 cm. Cái bụng này cũng rất là lớn. Đây, cho mọi người coi chi tiết này. Nó làm nè, đây là một chiếc bình Siga, vẫn còn dạng sỏi nha mọi người. Hàng Siga thì nó hay có sỏi á, nó là ná giống như hàng Bizen vậy đó. Bizen còn chim mịn chim kia. À, còn này có chuyện luôn nha, cho mọi người coi nè, chuyện mộc ghi ở đây luôn. Rất là đẹp, dòng này dòng thủ công, đắp nghệ nhân. Còn những cái hàng mà hàng làm kiểu dạng thị trường bây giờ nó rất là xấu. Em nói thiệt luôn, nó rất là xấu. Bây giờ nếu mà người chơi cái dòng Siga này á, 3D á, chỉ có chơi dòng xưa thôi, may ra còn có dạng làm nghệ nhân thôi, làm bằng tay thôi. Còn bây giờ nó hướng theo dạng thị trường á, nên rất là xấu luôn, không được như bây giờ đâu. Chỉ có gọi là in, lại nó in dạng nổi thôi, chứ không có đắp từng tay, từng chi ti, từng tí đâu nha. Như những cái lá cây tùng là mọi người thấy nè. Đó, người ta làm như mấy cọng mì vậy đó, xong người ta đúc, gắn lên, đắp lên. Đó. Còn bây giờ nó không có được cái bố cục như vậy đâu. Rồi, bên này đường kính miệng là 12 cm, cao là 32 cm. Bên này xin phép giao lưu mọi người với giá là 5 triệu tròn nha. Mã VN9 nha mọi người. Mã VN9 5 triệu tròn nha mọi người. À thì cái này em báo một xíu là nó có một cái dạng cái vết mà chấm á, nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Mọi người nhìn xa là không có gì hết. Rồi, mã VN9 em xin giao lưu mọi người với giá là 5 triệu tròn luôn nha. Bye bye mọi người, và hẹn mọi người vào video tiếp theo. Mọi người hãy gọi điện trực tiếp hoặc các bạn Zalo em ở số 0941028827.
và hy vọng mọi người cho em một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để có thêm động lực cũng như tương tác để lên được nhiều sản phẩm mới cho mọi người nha. Bye bye và hẹn gặp lại.